cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, yêu người dân cày quê mình chất phát hiền lương. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắp xóm thông đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sóng gió, tư ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng lúa tuổi mong muốn nông dân đón chờ, quyết chung sức cùng bà con dựng cây cầu mới, nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nô nức đua nhau tới trường. Cây cài suốt mùa hàng sai, dân xây nhà máy khang trang nhất vùng. Lúa đời ớt thiệt mừng vui, tôi ca dòng cổ sướng vui anh cuộc đời. Có gì báo với thư ký tôi nó sắp địch nha. Ừ, vậy nha. Ok. Chú đi xe con đi chú. Chú đi xe con đi, xe con giá rẻ lắm. Chú đi bên con đi, có khuyến mãi nước với khăn lạnh nữa. Có khăn lạnh không? Thôi chú đi, xe con đi chú. Đi xe con xe này, xe này nó có khăn lạnh. Dạ rồi, dạ mời chú. Cảm ơn. Chào chú. Chú ơi. Chú ơi chú. Chú ơi. Đi đò không? Trời ơi, nằm hoài chú ơi. Đò người ta sắp đi tới nơi rồi kìa. Thôi lẹ lên đi. Đò cũng phải từ từ chứ mà làm như chạy giặt vậy. Thôi bà con xuống ghe lẹ lẹ đi. Thôi đi từ từ thôi nghe. Thôi chiếc xe đạp á, cẩn thận đó. Thôi con nhỏ con gái nè con. Ừ, đi đi, giờ mới gì té vợ con à. Trời ơi, đừng có chen nữa, coi chừng rớt hết đồ của tôi bây giờ. Ngồi xuống, được chưa con? Trời ơi, ổn định chỗ ngồi nha bà con. Mấy đứa nhỏ ngồi xuống. Trời, mấy cô mấy chú ơi, đừng có chen lấn, coi chừng rớt cái sông bây giờ. Cái miệng của mày á, đi đò đi giang, ăn mắm ăn muối nói chuyện chìm ghe. Cái đó chú nói chứ con không có nói à nghe. Rồi bà con ổn định nha, mình đi rồi nghe. Trời ơi, mày hết chuyện rồi sao mày đưa cái đít con gà mày qua đây nó ỉa dính cái áo tao tùm lum tà la hết rồi nè. Còn cười nữa hả? Nó nhìn từ hôm qua tới giờ. Xin lỗi chú hai ngang. Mày thiệt kìa. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Trời. Dính rồi sao trên mình mày nó không ỉa mà nó ỉa trên mình tao? Trời ơi, xin lỗi rồi mà dơ mình tôi cháy ghét chi chi nữa. Ông ngẫu có con heo mà giữ cũng không được, để nó chạy tùm lum. Cảm ơn mọi người nha. Mày hư lắm nha mày. Gì cũng khóc. Không biết chừng nào xẻo lá mình mới có cái cầu bắt qua sông, để cho bà con đi qua đi lại cho nó dễ dàng. Chứ đi chợ hàng ngày cái kiểu này thấy không yên tâm chút nào. Rồi mấy đứa nhỏ đi học hành kiểu này thiệt khổ ghê. Trời ơi anh hai ơi, bộn tiền đó. Nhà nước còn lo nhiều thứ lắm, đâu có tới xẻo lá của mình đâu anh hai. Có cái cầu cho nó đỡ tốn tiền mà đi cũng an toàn hơn. Như vậy á thì mình chung tay góp vốn vào, tự mình xây cũng được vậy. Bà con mình ngưỡng tay chân xúm lại làm, sao bà con đồng ý không? Tao nói bắt cầu chứ không phải sao mày dòm tao vậy hỉ?
tên quá. Đi mua được cái chậu kiển này quá rẻ luôn. Cái thằng này nó không biết giá nó bán mình. Trời ơi, cái cây này nha, mà mình chăm nó chừng một năm là mình kiếm bạc triệu như trời á. Để coi, mình uống hình con rồng, con nai, à con phụng. Quá đã, quá đã. Chú tưởng tôi là súc vật sao đưa bác sĩ thú y? Dạ không phải, ý con không phải vậy đâu chú. Chú đừng có hiểu lầm. Trời ơi, đau quá. Bây giờ sao chú? Bảy xương chậu tôi rồi. Trời ơi, tiêu rồi. Trời ơi, bảy chậu rồi. Trời ơi, cái lá, trời ơi, rụng lá rồi. Trời ơi, sao vậy chú? Nguyên một cái chậu cây 3 triệu của tôi mà nó rụng cái lá như vậy. Trời ơi, cây thì gãy, còn chậu thì trời ơi, chày chùa tùm lum hết, chết rồi. Còn bông thì đau nhất. Bây giờ con tính sao? Con thấy cái chậu nó cũng có bị gì đâu. Còn cái cây á, nó đụng cái này có chút xíu à chú. Xíu gì? Con biết gì nói? Cây này á là cây bạc triệu, còn cái lá của nó cũng là cả tiền triệu đó. Hả? Chú bây giờ con tính sao? Con đợi đi. Nhưng mà chú là người tông cho con, chứ đâu phải con là người tông cho chú đâu. Cái gì? Cậu đâu tới mà cậu lý sự với tôi hả? Nếu như cậu đi đứng đàng hoàng á thì tôi đâu có tông cho cậu. Không có nói nhiều, đợi tiền đây. Còn đợi cho chú cũng được, nhưng mà chú tính bao nhiêu? Bây giờ á, cái cây này á tôi mua 20 triệu. Hả? Là tôi tính giá gốc ha. Mà bình thường á giá là 40 triệu. Bây giờ á cái chậu của tôi bị trầy chùa, còn lá thì rụng, tôi tính phần nửa giá, đợi 10 triệu thôi. Trời ơi, cái cây nhỏ xíu như vậy mà rụng cái lá có chút xíu à, chú bắt đền con 10 triệu. Sao con đền cho chú được? Cậu đâu có trồng cái kiển đâu mà hiểu được tâm tình của người trồng. Tôi nâng niu nó như là con cưng của tôi vậy, cậu biết không? Nó chạy chút xíu tôi cũng xót nữa. Nhưng mà cái cây này làm gì có giá 20 triệu chú. Sao lại không? Tôi nuôi nó một năm nữa hả, tôi uống nó thành rồng thành phượng, lúc đó nó sẽ có giá cả 100 triệu. Trời, chú có nói quá không vậy? Đầu trên xóm dưới bây giờ đó, không biết không, người ta trồng cái kiển rần rần. Giờ ông nói nhiều, 10 triệu đưa đây. Vô lý quá. Cái cây này có chút xíu à, mà đụng có cái lá như vậy nè, mà chú bắt đền con 10 triệu, sao con đền cho chú được? Bây giờ cũng muốn sao? Cậu đền hay không? Chú Tư, có chuyện gì vậy? Nè, con lại đây. Cái gì mà âm sầm trời. Giờ con tính giúp chú phân xử vụ này đi. Cái cậu này, cậu đi đứng sau, con mắt để cho chân mày. Chú đã chạy xe tới mà nó lủi vô xe chú một cái à, làm chú té xuống á, rồi bể cái chậu của chú, làm cây kiển của chú rụng lá tùm lum tùm la, kêu nó đền tiền nó không chịu đền kìa. Bể cái chậu chú còn bể xương bông nữa nè. Nè con coi đây. Ủa cái chậu còn nguyên mà chú? Thì gần bể, nó mới bị chạy thôi. Rồi nè con coi nè, đó cái cây kiển nè, rồi rụng lá. Rồi thì mệt mày quá à. Bây giờ mày bên người nhà bên đó. Quên. Oanh, sao tự nhiên đụng người ta rồi không đền cho anh ta là sao? Không phải là tôi không đền, nhưng mà chú đòi giá như vậy vô lý quá. Vô lý gì vô lý? Đền mày 10 triệu mà vô lý vậy? Trời ơi, cái gì? 10 triệu. Thấy không? Nè, thấy không? 10 triệu quá lớn á. 15 triệu mày. Quá đáng thiệt á. Thấy không? Quá đáng, mày quá đáng á. Con nói chú quá đáng á. Trời vậy? Ơi, chú làm gì kỳ lắm, chòm sóng người ta cười chết á. Thôi, anh có nhiêu tiền thì anh đền đỡ chú Tư đi. Có lòng được rồi. Chú lẹ lên hôn trẻ đỏ nha. Con đi về tiếng con gọi đây. Về đi nha chú nha. Trời ơi, con nhỏ này. Nhỏ này nó cổng rắn cắn cả nhà ông nội ơi. Trời ơi. Chú, bây giờ gì? Con đền cho chú ít tiền nha chú. Chú nhận giùm con. Đưa đây anh. Kính thưa bà con cô bác, kính thưa các anh chị, hãy dành chút thời giờ để nghe chúng tôi hé lộ những bí mật về loại thuốc gia truyền của tổ tiên chúng tôi để lại. Loại thuốc này trị bá bệnh, nam nữ lão ấu đều dùng được. Đó là thần tử lực. Quý vị nào mà bị đau cái bụng, nhức cái chân, đau cái lưng, quý vị mà uống cái thuốc này vô, đảm bảo sẽ hết liền. Quý vị nào mà có bệnh, mua thuốc này tôi mới bán. Còn quý vị nào không bệnh, mua thuốc này tôi không bán. Trời, như vậy có bệnh mua thuốc, còn tôi không có bệnh không mua thuốc. Không phải. Nhúng hả con? Lẹ đi dạ. Con đi qua nè, kia ngồi đây nè. Lên nhúng nó ngồi. Lên lẹ đi nhúng. Đi lên. Mày mới đi chợ về đó hả con? Dạ. Chú đợi xíu nha, có khách quý á.
Đâu, khách quý nào đâu? Quý đâu? Đây, khách quý đây. Anh Tư kìa. Tưởng khách quý nào, ai về Tư ếch. Chờ đợi đây. Rồi, lại còn đỡ cho cái coi. Rồi, từ từ xuống luôn nha. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ bước, bước lên đi. Đây, 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 con phụ một tay cho. Đây, đây, rồi. Rồi. Hay à. Mà hàng quá cồng kềnh vậy á, tính thêm tiền nha. Tiền cái gì mà tiền? Xe đi theo người mà tính tiền cái gì? Anh nói vậy á, chắc tôi về nhà anh tôi ăn cơm luôn quá. Cả cái đất xẻo lá này á, mọi người đều nộp tiền cho anh hết đó. Anh nói á, anh chiều xuồng anh kiếm cơm hả? Anh kiếm cháo gà cháo vịt thì có. Cháo gà cháo vịt thì chị ơi, tôi cũng phải chèo chống rã tay mới kiếm được đồng tiền. Chứ có sung sướng gì đâu. Đó, 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 đó. Bà con thấy chưa? Chú Bảy mình ngày ngày chèo đò sức khỏe suy giảm, tay chân rũ rượi. Chú Bảy chỉ cần uống thần tủ lực của tôi, ngày ngày có thể chèo đò không biết mệt, tối về đếm tiền không biết quải. Bà con ơi, mau mau mua đi, mua một tặng một, nhanh tay bà con ơi. Em gái gì đó ơi, mua một thang thuốc đi, đảm bảo về dưỡng da, giữ sắc, đẹp lại liền. Ừ, tôi mua đâu, cảm ơn anh. Trời ơi, trời trời, trời trời, rồi sao ông đéo đây hoài vậy? Nắng quá đi nè. Thôi đi đi. Thôi đi đi. Nắng quá trời quá đất à. Thôi tôi biết rồi. Ráng chờ chút xíu nữa, coi còn có ai không. Rồi tôi chèo về tôi nghỉ luôn. Ông Bảy ơi, riết về ông Bảy ơi. Tôi còn về lo cơm cho chồng cho con tôi nữa ông Bảy ơi. Nắng lắm rồi. Ông á, kiếm tiền á thì cũng kiếm vừa vừa thôi chứ. Giờ tụi tôi á, nhảy xuống sông tụi tôi lội về bển trước à nghe. Thôi, nói chứ để tôi đưa chị đi. Chứ không anh Sáu anh nói tôi làm khó chị, mệt dảnh lắm à. Ông Bảy á, phải ép ổng, ổng mới chịu đưa đò về. Chứ mà không ép ổng á, ổng ở đây hoài để ổng câu tiền á. Trời, ổng đâu có chịu làm người đưa đò. Con thấy là cái chịu ép người của dì hơi bị lợi hại rồi đó nha. Chú ơi, chú ơi, đợi con với, đợi con. Lẹ đi con. Trời đất ơi, gặp thằng này nữa. Thì rồi, đi luôn đi, đi luôn đi. Quan gia. Cẩn thận với con, té đó. Cái thằng này mày té cũng hay quá ha. Ban ngày ban mặt mày té vô con gái người ta vậy hả mày? Dạ xin lỗi chú. Xin lỗi, xin lỗi. Mày ngồi mày té vô tao nè. Dạ, con xin lỗi. Này nè, mày làm cái gì vậy? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Kiếm chỗ ngồi đây mày. Trời ơi, chèo kiểu gì vậy mày hỉ? Tôi sẽ quay xe ra rồi mới đi. Chèo đây. Chèo không chèo đi. Nào mới tới à. Ngồi xuống đi. Xuống đi. Trời ơi. Vậy muốn làm sao làm đi. Thuốc gì mà ông chèo không nổi vậy mày? Thân tủ lực ông nội tao á. Lực biết nữa. Chú Tư, mua thuốc gia truyền uống đi chú. Mua gì mua? Thuốc này uống vô rồi tắt tiếng luôn á. Thôi không mua thuốc đâu. Sáng giờ cứ nói hoài à. Anh trai, nhìn mặt anh trai là em biết anh trai bị bệnh nặng lắm nè. Anh trai may mắn lắm anh trai mới gặp được em. Chỉ cần uống một thang thuốc này thôi, đảm bảo với anh trai là hết bệnh liền. Nhìn mặt anh trai chắc cũng không có tin em lắm đúng không? Thôi được rồi, bây giờ anh trai không mua, em tặng. Giá bình thường ở ngoài thị trường là 500 ngàn. Bây mát. Giờ em tặng anh trai. Đây. Không có nhu cầu xài anh ơi. Bởi anh vậy, tặng cho bà con giùm em đi. Anh không lấy. Em mà tặng người khác là anh đừng có tiếc nha. Trời ơi, tặng xong lấy đi. Trời ơi, lấy đi về uống bảo đảm. Thuốc này hay lắm. Uống đi rồi mới đi bệnh viện tốn có 5 triệu à. Ừ. Dạ kính thưa bà con, bây giờ ai giơ tay đầu tiên là em tặng người đó. Dạ chị đây. Dạ của bà đây. Em nói mà, em uy tín lắm. Không lấy tiền là không lấy tiền. Cái thuốc này ở ngoài thị trường bán là 500 ngàn. Nhưng mà bây giờ em không lấy tiền. Bà con thấy vậy có được không ạ? Vậy cảm ơn. Cảm ơn nghe. Dạ không có gì. Rồi rồi, dạ cho qua cái chú. Rồi cho qua cái chị gái. Rồi cảm ơn chị gái. Dạ dạ dạ, kính thưa bà con, hồi nãy á, ai mà may mắn nhận được cái gói thuốc mà tôi tặng á, đó, cái đó là thuốc đực thôi, còn đây là thuốc cái nè. Cái thuốc đó phải uống với cái thuốc này nè, uống mới hiệu nghiệm nha bà con, chứ uống cái thuốc kia không có hiệu nghiệm đâu. Còn cái thuốc này á, em bán 500 ngàn đồng thôi. Trời ơi, cái kỳ vậy, cái gì dữ thôi vậy, mua đâu mà trả lại liền. Đâu có, thuốc mua rồi miễn trả lại. Ủa vậy buôn bán cái kiểu gì cà chớn vậy? Đúng mấy rồi, mấy cà chớn lừa đảo tao. Không mua thuốc tôi lấy chi? Bây giờ lấy thuốc rồi phải mua chứ, có 500 ngàn thôi mà. Trời ơi, 500 ngàn mà tưởng như 5 ngàn vậy đó. Buôn bán gì kỳ vậy mày? Muốn gì mày hả? Thôi mình đi về. Ê, thôi, mày đứng lại đó. Tôi nói cho bà biết nha, đất có thổ công, sông có hà bá,
biết điều á thì trả tiền cho tôi thì bà còn nguyên vẹn, còn mà không á thì đừng hòng về với chồng con. Đất có thổ công, sông có hà bá, nhưng mà thổ công hà bá là dân xẻo lá này đây chứ không phải dân xứ khác à. Đúng rồi. Mày có chừng đó nha. Bây giờ không có nói nhiều nữa, đưa tiền đây. Anh ơi. Gì? Em không có bô thuốc, anh cho em lên trước nha. Đi. Không có việc đi. Nó téo kìa. Bạn kéo lên cho mình, kéo lên lên. Trời ơi, kéo lên. Trời ơi, nó téo luôn rồi kìa. Kéo nó lên. Chết rồi. Cứu. Mày biết bơi mày giả bộ à, mày không biết bơi à, mày kéo con cháu tao xuống à, để nó cứu mày phải mày? Dạ đâu có đâu chú. Nói gì kỳ cục vậy hả? Cứu con cháu tôi coi. Mình ơi. Trời ơi, đi đâu rồi đóng cửa kính mít vậy trời? Bữa nay vô bánh rồi. Trời ơi, bữa nay mua được cây kiểng này quá trời đã luôn. Cái thằng bán chậu kiểng này không biết cái giá trị của cái cây này cho nên nó bán mình quá rẻ. Trời ơi, tự nhiên cái đụng phải cái thằng mất dịch kia, cái hư cha nó hết mấy cái lá rồi. Mà cũng tại cái con nhú, nó không bên mình mà nó bên thằng kia, không thôi nó đền tiền cho mình rồi. Được rồi, đợi đó. Ngày nào cũng đi qua đò chen chút vậy, tôi mệt quá trời bà ơi. Ơi, thì lâu nay cũng vậy mà. Bây giờ là thời buổi nào mà còn chấp nhận cái cảnh đó nữa. Phải chỉ có cây cầu bắc qua sông nữa thì nó đỡ biết mấy. Trời ơi, được vậy tới làm gì? Muốn xây cầu thì phải có tiền. Mà tiền đâu xây? Kỳ ta, giờ này sao con nhú nó đi chợ chưa về? Má mới về. Ủa, sao con về trễ vậy? Sao con... Trời ơi, mày đi chợ sao ướt chùm dẹp vậy? Bị gì nhú? Thì con té xuống sông. Trời ơi, sao lại té xuống sông? Hồi nào giờ không té, bây giờ sao lại té là sao hả con? Con có bị sao không? Không có sao đó. Tại cái đò nó nặng quá, cái lúc mà gần cập vô bờ nó trồng trình thì con té chứ có sao đâu. Trời ơi, thôi dạ. Vô thay đồ đi con, sao mà kỳ cục vậy? Trời ơi. Đó, bà thấy chưa? Tôi nói là xéo láo mình cần phải có thêm một cây cầu nữa. Thời buổi này, người xe cộ đông đúc, không có cây cầu, làm sao đáp ứng được bà con? Xây cầu ai không biết là xây cầu, nhưng mà tiền đâu mà xây cầu? Để tôi nghĩ cách. Anh hai ơi. Bà giật mẹ cái gì Tư ếch? Ủa chị Tư, anh hai đâu chị Tư? Đây nè, thấy chưa, thấy người lại đã thấy tiếng rồi. Làm cái gì mà cứ hơi nghe răng rãng, nghe theo điệu muốn lủng lỗ nhỉ gì Tư ếch? Anh hai. Thôi ngồi đi. Nhà mình mà nó làm như nhà nó, nói đây không được hả? Chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, lôi vô chồng chí nữa. Thiệt tình. Chuyện gì? Nói nghe coi. Khoan này, chờ chút. Chờ tôi chút. Tôi miếng nước cái coi. Đi chợ chưa, giờ tôi khát nước quá trời quá đất luôn. Khát thấy mù nội luôn nè.
Bữa nay chú chợ làm gì vậy? Tôi đi mua mấy cái cây độc tôi lùng về để mà tôi nuôi. Trời đất ơi, cây kiểng mà làm như chó mèo vậy nuôi? Trời ơi anh hai ơi, anh nói như vậy coi như là anh không có biết gì rồi. Cái cây kiểng của mình á, mình cưng, mình quý, nó giống như là con mọn của mình á, cho nên mình phải nuôi nó, phải nâng niu nó từng chút mà anh hai. Nó mà héo cái lá cái hả, tôi cũng bỏ ăn luôn đó anh hai à. Dữ ha. Ít ra chú cũng có cái để nâng niu. Trời ơi anh giỡn hoài anh hai. Mà tôi nói anh nghe nè, con nhú nhà anh đâu rồi? Tự nhiên hỏi nhú làm chi vậy? Anh coi con nhú nhà anh đó nghe, anh coi lại nó làm sao nghe. Trời ơi, tôi nói anh đó nha, tôi là chú của nó, mà nó không có bên tôi. Nó bên cái thằng trai lạ nào á, lạ quơ lạ quắc à. Nó làm thiệt hại tài sản quý giá của tôi. Bữa nay tôi qua đây nè, tôi nói với anh là để anh tính sổ với nó đi. Ủa, chú nói gì tôi không hiểu gì hết chú Tư. Không hiểu hả? Cái chuyện là như vậy nè, tôi kể anh nghe. Tôi đang chở cái chậu kiển, tôi đi trên đường về á, tôi gặp cái thằng nhóc nào lạ quắc à, nó đâm vô tôi một cái àm, tôi té xuống một cái đồng. Cái chậu kiển của tôi đó hả, trời ơi, nó banh xà rong buông tay luôn ha. Vậy mà tôi đòi, tôi kêu nó bồi thường cho tôi mà nó không chịu bồi thường. Rồi con nhú ở đâu nó ban lại, nó không bin tôi mà nó bin thằng nhóc đó. Tôi hỏi anh nè, con tức không? Xí. Sao nhú? Con có ý kiến. Chú Tư nói vậy là không đúng rồi. Gì đúng mày? Cái chậu cây của chú Tư, tí biết đúng không? Nó bự vậy nè, mà người ta đụng vô, đâu có đụng gì đến cái cây đâu. Chạy cái chậu có vô chút xíu thôi. Mà nghĩ sao chú Tư bắt người ta đền 10 triệu lận? Tí coi coi chuyện nổi không? Bởi vậy con thấy chuyện không có đúng thì con nói thôi. Trời đất ơi, chú làm gì quá đáng vậy chú Tư? Cái cây kiện của chú có đáng 10 triệu không? Trời mà trời, chú bắt người ta đền 10 triệu. Trời trời trời. Trời ơi, cái cây kiện của tôi nó quý, nó chạy chùa, tôi xót xa. Tôi nói anh nghe, tôi đợi nó 10 triệu là còn chưa đủ đó anh hai. Tôi mệt chú quá, tưởng gì? Có vậy cũng qua đây mát nữa. Con nhú nó đi giữa đường, nó thấy cái chuyện bất bình, nó bên người ta là đúng rồi. Ủa cái thằng đó là ai vậy con? Con cũng biết nữa tía. Đó thấy không? Nó lạ quơ lạ quắc à, mà nó bên người ta. Nè, chưa nữa nha, nó còn ôm thằng đó nữa anh hai. Cái gì? Ờ. Con nhú? Không phải. Nè đây nè, trước mặt bao nhiêu người á, ai cũng thấy hết, nó ôm trai lạ. Mà tôi nói anh nghe nghe, cái mặt thằng đó nó không có được đàng hoàng. Nó không có được đàng hoàng như tôi đâu, nó giang manh lắm. Nhú, có chuyện này không? Trời ơi, người ta té xuống sông thì con cứu người ta chứ con có ôm đâu. Ai biết, tao thấy rõ ràng. Thằng đó nó té xuống, cái mày nhảy xuống mày cứu nó, thì tao nói mày ôm nó thôi à. Thì tại vì ổng té xuống sông, sẵn con mùi gần, con đưa tay kéo ổng lên. Mà ổng nặng quá, ổng kéo con xuống luôn, nên con hốt lên bờ luôn chứ bộ. Thôi đi chú Tư ơi, chú làm tôi muốn lên tăng sông luôn. Cũng ba cái cây kiển của chú, mà chú qua đây chú đặt điều nói quan con chú phải không? Tôi thấy chuyện này chú sai hoàn toàn nè. Thôi chú đi về đi. Trời trời trời, anh nói vậy là tôi không ý kiến gì nữa anh này. Bây giờ nè, bây giờ cái cây kiển của tôi nè, tôi bị thiệt hại, bây giờ ai đền tôi? Thằng kia nó không đền tôi, bây giờ con nhú phải đền cho tôi à. Trời ơi, cái gì vậy? Chú Tư, nói nghe. Gì vậy Tư? Tôi xin lỗi nha, nói nào ngay nãy giờ tôi nghe lén. Nhưng mà tôi không bước vô là tôi không có chịu được. Trời ơi chú Tư ơi, chú nói chuyện gì mà nó tào lao, không có chuyện gì dính vô gì trơn trời á. Trời 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 trời. Rồi rồi rồi, rồi ha ha ha. Bây giờ cả nhà hùa vô ăn hiếp một mình tôi phải không? Rồi được rồi, thôi tôi xí cô hồn tôi đi về. Nè nè nè, chú Tư. Khùng điên gì đâu. Có gì báo với thư ký tôi đã xác định nha. Ừ, vậy nha. Ok. Ê, chú. Ai 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 tình làng nghĩa xóm thiết tha cùng vui xây đắm xóm thông đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sóng gió tình ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau về đây. Tình làng nghĩa xóm thiết tha cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng lúa thui mong muốn nông dân đón đời quyết chung sức cùng
mới nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nô nức đua nhau tới trường. Cây cài suốt mùa sang, dân xây nhà máy khang trang nhất vùng. Lúa đời ớt thiệt mừng vui. Anh chọn đâu? Anh chọn đâu? Rồi ca dòng cổ xưa vui anh cuộc đời. Anh chọn đâu? À quà.